Xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh chuyên cành kẹo của Ngọc Trinh PCP. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên nhà em thì nhận hàng thanh toán kẹo bên nhà em là không kiểm không xâm hàng giúp em. Anh em cảm thấy tin tưởng anh em đặt mua hàng mà không tin tưởng có thể đi số khác tham khảo và trải nghiệm dần. Hàng em quay sao em gửi hàng cho anh em như vậy chứ không phải quay một kiểu gửi một kiểu, đảm bảo đúng hàng đúng mẫu mã chuẩn size luôn cho anh em. Đấy thì tiền nào của đấy, hàng rẻ thì đi đôi với chất lượng nó sẽ kém, hàng đắt thì chất lượng sẽ tốt, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của anh em. Đấy, anh em bán muốn bán xa hay bán gần thì bây giờ hướng đến cho anh em những cái bắn ở cự ly tầm 70-80 mét thì có những dòng kẹo rất chi là ngon, chơi chất lượng cho anh em. Thì 70-80 mét thì chơi hàng đóng máy loại 1 bên nhà em này. Thì dòng này hiện tại mình đang bán đóng máy loại 1 nhé. Hiện tại mình loại này mình đang bán với giá là 350.000 một ký, bao ship bao tiền gửi trang, bao gồm lấm motor sờ lung à bao giờ lấm và motor 350.000 một ký, bao ship bao tiền gửi trang. Đấy, hàng chuẩn loại 1 đấy. Chất lượng thì anh em quả bị chê rồi, đều đẹp không vía anh em nhé, nhìn anh em nhìn anh em biết. Chỉ có 350.000 một ký, bao ship bao tiền gửi trang. Anh em xem được clip này cứ nói luôn là tôi muốn mua hàng 350.000 một ký, bao ship bao tiền gửi trang, hàng đóng máy loại 1 đấy. Chất lượng thì anh em nhìn qua video là anh em biết. Còn anh em muốn xem cụ thể hơn nữa, anh em có thể kết bạn Zalo hoặc là em gửi hình ảnh qua điện thoại cho anh em. Đấy, hàng này thì anh em chơi rất chi là ngon. Đấy, chất lượng cực kỳ chuẩn luôn cho anh em. Đấy, chất lượng thì không phải chê rồi. Anh em dòng này thì rất chi là dễ căn chỉnh. Quan trọng là nhất là dễ căn chỉnh và độ trụ nó cao là ok, giá tiền nó hợp lý. Tại vì anh em bây giờ thiên về hàng bắn, thiên về cái bắn cự ly gần, bắn thú gần là nhiều, mấy cả là không cần nói thật ra là cái giá thành nó không được cao, mỗi anh em một cái kinh tế khác nhau nên cái đấy nó khác nhau hoàn toàn. Đấy thì mọi chi tiết anh em quan tâm cái sản phẩm kẹo chì bên nhà em, anh em liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0829411281 giúp em. Cảm ơn anh em xem video, xin chào anh em, gặp lại.